Em xin chào cả nhà, chào các anh các chị, chào các anh các chị đến với kênh Giải FB của em nha. Hôm nay em sẽ chia sẻ với các anh các chị mà mấy mẫu dài sandal mang vào mùa mưa nha. Đây, mẫu dài mang sandal mang vào mùa mưa. Đế bằng. Nó có dạng giống vậy, nó có hai màu nha cả nhà. Màu đen. Đế bằng ở ngoài sau nó có những cái đường gần giống vậy nè. Mình đi mùa mưa mình không có sợ bị trơn trượt, già cũng mang được, trẻ cũng mang được. Nó rất dễ sử dụng. Nó không có phân biệt tuổi tác nha các anh các chị. Đây. Hàng này hàng không có gài, nó là hàng thun. Mình cứ hằn sọc chân vô mình mang lên, nó có hai màu. Màu đen. Đây, màu đen này ha. Chia sẻ từ màu thì mày cả nhà coi. Ở trong này nè, nó có lót một miếng da trong đây. Trong đây nó có một cái lớp thun ở trong đây nè. Đi rất là mềm, không có sợ bị đau chân, không có sợ bị cắn chân nha. Đây rất êm, hai màu. Đây là màu đen, còn đây là màu da. Nó có đính lên, nó có mai vô trong đây nè. Nó có mai vàng hộp ở trên đây nha. Mình đi tiệc cũng được, mình đi chơi cũng được, mình mang ở nhà cũng được. Cái này nó rất là sử dụng, dễ sử dụng. Nhiều anh chị không có đi được cao gót thì có thể mang những dạng này. Đó, mùa mưa đi cái này là dễ lau chùi nhất luôn đó nha cả nhà. Này, hộp cũng đá ha. Như là em chia sẻ mấy cái khác là mấy cái vàng hộp này, nếu mà mình cảm thấy mình muốn sáng nữa thì mình có thể sơn, mua cái chai nước bóng mình sơn lên cho nó sáng nha. Đấy, màu sắc rất là đẹp, đế bằng đi rất là êm chân, tiện. Nhưng khi mình không có thời gian mình có thể sọc chân thì mình mang rất là dễ dàng. Hôm nay em sẽ chia sẻ mấy cái mẫu dài đi vào mùa mưa không bị đau chân, dễ sử dụng. Cái này mình có thể mặc với quần sọ cũng được, đầm cũng được, nói chung là dễ sử dụng lắm. Đi biển cũng được nữa. Hôm bữa nay khách của em á tìm mấy dạng ống dài để đi biển nè, để đi cho nhẹ nhàng, nó không bị đau chân. Ở trong nó có mai nè, những cái lớp này là có mai hết trơn này đó. Nó mai ra một cái đường chỉ này, nó mai hết rồi, không có sợ bong chóc đó. Ở trong này em quay cận cho các anh chị xem ha. Đây. Nó có một cái lớp, mình thấy không? Để em nhúng cho cả nhà xem. Mềm lắm luôn á. Mềm lắm luôn á. Ngoài xa của nó nè. Cái đường này nó ép, nó vừa ép mà nó vừa mai luôn á. Chắc lắm luôn. Đây. Thấy không? Mấy cái đường chỉ này đi rất là đẹp. Đây, cái đây, ở đây nó có một lót một mai một miếng da trên đây, và xung quanh nó cứ kết những hạt đá nè cả nhà. Đó. Thấy không? Đó, đính những hạt đá như đây nè. Nó cái này chắc lắm luôn á. Nó mai xong nó đính hộp vô luôn cả nhà ơi. Rất là chắc, rất là dễ sử dụng. Mùa mưa mình đi mang mấy cái này cho nó lẹ làng, nhanh gọn nha cả nhà. Đế bằng. Hôm nay em chia sẻ mấy cái mẫu dài sandal cho cả nhà mình. Mùa mưa mình nên sử dụng mấy dạng gì cho nó tiện lợi, đi đâu cũng nhanh. Mắc mưa mình chỉ cần nhúng nước mình treo lên giày thôi, làm chút xíu rồi nó sẽ khô. Còn không nữa, đặc biệt cái này là các anh chị đừng nên giặt nha, nó là da, mình chỉ cần thấm nước mình lau chùi thôi, mình xài hoài luôn á, rất là đẹp, chiếu lấp lánh luôn. Mình đi vào đi vào buổi tối là cái này là chiếu lấp lánh luôn á nha các nhà, chiếu lánh sáng rực luôn. Nó hở trước, nó hở sau đó, đâm ra đi không bao giờ sợ đau chân. Đây là clip em chia sẻ với các chị để dễ tiện dụng sử dụng, chọn dài cho thích hợp để mình đi mùa mưa cho nó dễ dàng. Nếu để cho các anh chị dễ đi, nhiều khi mình muốn tìm một cái dài để mình mang cho đừng bị đau chân là nên chọn những mẫu dài giống như vậy. Cảm ơn các anh chị đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giải FB của em. Nếu yêu thương hãy đăng ký, nhớ đăng ký và subscribe trang chơi tụi em nha. Để
để tụi em có thể làm được nhiều video và chia sẻ với cả nhà thêm nhiều cách để mình dễ lựa chọn nữa. Nếu mà hả thấy tụi em làm có cái gì mà không mấy thì các anh các chị nhớ bình luận để em còn làm được nhiều video khác lần sau nha. Hẹn các anh chị hả video sau em sẽ nói dễ dàng hơn, tại nhiều khi em mới làm cũng không biết nữa. Còn nhiều cái còn ấy chỉ chia sẻ thật lòng thôi. Cảm ơn các anh chị rất nhiều.